Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. BMW S1000ER nâng cấp hút hồn bởi một cái tay đam mê không có lớn. Cái chiếc BMW S1000ER là bản nước cơ bài chính hiệu của người anh em S1000ER. Với thiết kế tối giản gọn gàng hơn nhưng không mất đi cái đặc trưng độ mắt lé nổi tiếng thương hiệu BMW Motorrad chuyên tải cho cái dòng sản phẩm của mình. Mặc dù nhận được những thay đổi chậm hơn so với hai người anh em là S1000ER và S1000XR được giới thiệu vào năm 2009, nhưng thiết kế cũ của chiếc S1000ER vẫn được anh em ưa chuộng và chọn nâng cấp với nhiều bản đồ đẹp mắt. Điển hình là cái chiếc S1000ER độ chọn lý hôm nay. Tạo điểm nhấn riêng cho chiếc xe thêm chút sống động với một bộ kính gió đồ chơi Bugatti, hệ thống phanh Light Rainbow ASC cung cấp hiệu suất phanh bánh trước và sau thông qua bộ phanh Rainbow Nikkei C4 AX ở trước, phanh sau Rainbow Nikkei 2 bit đối xứng. Cái trọng lượng toàn thân được giảm rất mạnh khi thay đổi cái mâm mắt Chassis hợp kim mà nhề. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của đĩa phanh Rainbow ở trước, đĩa Rakotec ở sau, bộ dầu heo bấm độc ép, ngắt dầu Sabus. Hoàn thiện tác phẩm là những phụ kiện nhỏ nhỏ và điều đáng chú ý như ốp carbon bền xăng, ốp sườn carbon, cái ống xả Anovis HB, khuôn ốc tinh nhùm, v.v. X-Spur 100 đầu kiển đơn giản nhưng đầy tinh tế. Cái chiếc X-Spur 100 ở bên dưới đây được khoác trên mình một cái bộ cánh nhẹ nhàng nhưng đầy phong cách đến từ Indo. Theo đó, một số món đồ chơi giá trị làm kèm nó trở nên cứng cáp hơn. Cái X-Spur 100 một dòng xe con tải ngàn sức Yamaha, bóc dáng nhỏ gọn, đậm chất thao cùng với phân khúc 100cc mạnh mẽ, đem lại khả năng ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe đến từ xứ Việt. Theo bao năm tháng thì lọt bản độ dần dần được cái đời, nhẹ nhàng, đơn hổ, theo những phong cách khác nhau từ mỗi người. Và cái chiếc X-Spur 100 độ kiển dưới đây một dẫn chứng cụ thể. Khoác trên mình một bộ cánh đen được lãm, mang phong cách Indo đầy cứng cáp. Phần yên được gọt lại góc cạnh tạo ra sự yên mái. Chàng chân mỏng manh nhưng đầy cứng cáp với combo mâm, đĩa da yes. Theo dầu KTM 2 bit xứng cùng với dầu Morin. Cánh trái nhẹ nhàng hơn với ốc bồng lửa Chitty cần số 2 chiều cho việc sang số trở nên thoải mái hơn. Bộ nhông xe đĩa DAD vàng ánh phai tàn theo năm tháng. Ống xả nguyên thủy trở nên thẩm mỹ hơn, Oppo Spark Nano heo của Rainbow 2 bit xứng quay ngược đầy ấn tượng, có sự hỗ trợ của bát nhôm CC. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.